Sáng nay, quận ủy Cái Răng tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ mở rộng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến chín điểm cầu trên toàn địa bàn để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nghị quyết nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, dù rất khó khăn thách thức nhưng đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực đoàn kết thực hiện hoàn thành 16 trên 19 chỉ tiêu nghị quyết năm 2021. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác chính trị tư tưởng được chú trọng. Đảng bộ lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức tốt các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội chăm lo cho đời sống tinh thần và vật chất của người dân. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, công tác dân vận có nhiều đổi mới, hoạt động của các cấp chính quyền ngày càng hiệu lực hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Mặc dù thực hiện mục tiêu kép nhưng các khoản thu ngân sách trên địa bàn quận cơ bản đạt kế hoạch, công tác quản lý đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện tốt, chủ động ngăn chặn và khống chế lây lan dịch bệnh COVID-19, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2022, quận Quỷ xác định chủ đề năm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, quận đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu hoàn thành, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như là cơ cấu phục hồi lại và phát triển một số ngành lĩnh vực quan trọng, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo nâng cấp các cụm thương mại dịch vụ và du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng, tăng cường kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.